cho nhau câu hát ân tình, câu hát dân ca của Lào Lùng Lào. Người Việt Nam không mấy ai không thuộc bốn câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tình hữu nghị, đoàn kết, keo sơn, thủy chung gắn bó với đất nước Lào anh em. Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long. Còn hoàng thân Suvarnabhumi cũng đã nói về tình hữu nghị đặc biệt Việt Lào qua những ví von dung dị, mộc mạc nhưng sâu sắc. Tình hữu nghị anh em giữa nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm và ngát thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất. Nhiều năm qua, có một người con của quê hương xứ Nghệ đã miệt mài đi đến với các bản làng, xóm thôn người Lào, hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống văn hóa của đất nước Lào. Ông đã lặng lẽ ghi lại những khoảnh khắc đẹp về phong cảnh, văn hóa và con người Lào rất mực chân tình, cởi mở trong các tác phẩm của mình. Đó là nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn, người đã tạo nên thiên ký sự đa dạng, phong phú về đất nước Lào qua nhiếp ảnh, bắc thêm một nhịp cầu của tình hữu nghị bền chặt của hai dân tộc Việt Lào anh em. Câu hát dân ca của quê mình quan họ đến với nhau. Người ơi, người ngày 12 tháng 4 vừa qua, triển lãm ảnh Đất nước Lào tươi đẹp của tác giả Trần Duy Ngoãn đã được tổ chức tại thành phố Vinh với 140 bức ảnh. Dù đó mới chỉ là một phần nhỏ trong các sáng tác của ông, nhưng đã tạo ra một bức tranh toàn diện về con người, văn hóa, về sự đổi mới đi lên của đất nước Lào, cũng như đã ghi lại những sự kiện tiêu biểu về tình hữu nghị Việt-Lào trong thời gian gần đây. Triển lãm do Hội Nhà báo Nghệ An, Hội hữu nghị Việt Lào Nghệ An, Chi hội nhiếp ảnh Việt Nam tại Nghệ An, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo giới văn nghệ sĩ, các bạn bè, đồng nghiệp cũng như nhân dân thành phố Vinh, tạo ra một ngày lễ đặc biệt hướng tới chào mừng kỷ niệm 52 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 37 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam Lào. Phải nói nghiêm túc rằng đây là một bộ sưu tập ảnh rất quý, một cái công sức, một sự sáng tạo rất nhiều của một nhà báo và của một nghệ sĩ nhiếp ảnh. Anh có một cái con mắt nhìn rất sâu sắc đối với một nhà báo và là có một người có tâm hồn nghệ thuật. Cho nên 120 bức ảnh hôm nay đã nói được rất nhiều điều về đất nước Lào. Tôi cho rằng đó như là một câu chuyện của một nhà nhiếp ảnh về đất nước Lào mà chúng ta được xem qua các bức hình hôm nay. Tôi chưa được chứng kiến nhiều các bức ảnh của một cá nhân nào mà có nhiều ảnh về đất nước Lào như là của tác giả Trần Duy Ngoãn. Nước Lào còn được mệnh danh là miền đất của đạo Phật. Đạo Phật đã ăn sâu vào tư tưởng của người Lào. Ảnh hưởng này được phản ánh trong ngôn ngữ và nghệ thuật, tạo nên một dân tộc Lào rất riêng. Thì đây, nét chương ấy đã được thể hiện trong các tác phẩm với sắc vàng đặc trưng của các bức tượng của màu áo cửa chùa. Mái cong của đền đài cùng sự hùng vĩ uy nghi của chùa tháp ở Lào cũng đọng lại trong nhiều khoảnh khắc đẹp. Người xem dễ bắt gặp một tháp thạch luông cổ kính với dòng người bất tận thành tâm đổ về dâng lễ Phật trong một buổi sáng mai. Hay tháp đen Viên Chăn trầm lắng, ngưng đọng màu thời gian, tháp In Hăng ở Savannakhet thanh thản yên bình bên những tán cọ già. Và con người ở nước Lào hiện lên với sự hiền lành, rất mực cung kính hướng về chốn cửa thiền. Bức ảnh khắc thực ở Luông Pha Băng
giới thiệu tới du khách một phong tục mang tính chất tôn giáo ở nước Lào. Điều đáng nói là dòng người khất thực đi bình thản trên phố, nhưng những người dân xung quanh lại dành hết tất cả sự quan tâm, kính trọng cho họ. Đằng sau bức ảnh chính là một quan niệm sống, giàu tính nhân văn của bộ tộc Lào, đề cao chữ hiếu, chữ tâm trong mỗi con người. Hàng chục năm, với rất nhiều chuyến công tác dài ngày, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn đã kịp có mặt và tham gia các lễ hội truyền thống của nước Lào. Qua các bức ảnh của ông, có thể thấy một lễ hội thạch luông rực rỡ sắc màu, một lễ hội rất voi tưng bừng náo nhiệt, hay sự cuồng nhiệt vô tư cởi mở của ngày Tết Bum Pi Mai trên đường phố. Ngày Tết Bum Pi Mai diễn ra trong thời gian chuyển từ mùa khô sang mùa mưa. Những ngày này, người dân hát múa vui chơi, cầu mong cho quốc thái dân an, cầu bình yên, may mắn cho cả năm. Với người Lào, những phong tục trong lễ hội Bum Pi Mai cũng là dịp để nuôi dưỡng và hun đúc nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Qua các bức ảnh về phong tục truyền thống trên đất nước Lào của tác giả Trần Duy Ngoãn, có thể hình dung ra miền đất của lễ hội, nơi đang gìn giữ và bảo lưu những bản sắc văn hóa dân tộc hết sức độc đáo. Chủ nhân của các ngày lễ hội ấy được khắc họa cận cảnh với những nhân vật điển hình. Ấy là người mẹ Bơ Râu, là nét cười thoải mái của cụ bà dân tộc Ghẹ. Là thiếu nữ luôn pha băng với nét mặt như trăng rằm. Là những em bé hồn nhiên té nước. Tất cả hội tụ để tạo dựng nên nét chân chất, mộc mạc, hiền hậu, thủy chung, riêng có của người Lào. Để ai đã từng đến với đất nước này một lần thêm ngỡ ngàng với những điều thật bình dị, nhỏ bé trong đời thường, nhưng lại có ý nghĩa trong cuộc đời này đến thế. Đó là sự yên bình, là tình thương yêu nhường nhịn, là tình người ấm áp, thân thương dành cho nhau. Khán giả đã tìm được sợi dây vô hình kết nối quá khứ và tương lai trong từng tác phẩm được tác giả thực hiện bằng nghệ thuật tả thực. Những bức ảnh không hề có sự can thiệp của kỹ xảo, rất ít khi sắp đặt, nhưng những khoảnh khắc ông nắm bắt được đều là những khoảnh khắc rất đáng quý. Ảnh của tác giả Trần Duy Ngoãn đã phản ánh được hơi thở thường nhật của cuộc sống trong những khoảnh khắc sống động, được bố cục chặt chẽ trong các chi tiết. Nhiều bức ảnh đạt tính nghệ thuật cao nhờ cách sử dụng ánh sáng một cách đắc địa. Ngắm mỗi tác phẩm, người xem thấy rõ giá trị của một ngày đi qua bình yên trên đất nước chợ voi. Và mỗi ngày trôi qua, đọng lại trong những bức hình là cuộc sống giản dị thân thương của người Lào. Tất cả những khoảnh khắc ấy, cảm xúc ấy đã lan tỏa trong không gian triển lãm, nhận được sự chia sẻ và đồng cảm của người xem. Nói chung là ảnh của anh Ngoan thì từ phong cảnh cho đến chân dung thì anh tả thực là chính. Không đi sâu vào nghệ thuật vì tôi quan niệm là vì không có thời gian. Đấy, ví dụ như là chụp Sapa nhưng bộ an ninh ông phải ở mấy tháng rồi, hoặc là năm này qua năm nọ, nhưng mà anh Hoàn thì anh đi lên đường và anh là cái khoảnh khắc bắt gặp là anh bấm máy. Và hôm nay thì có thể là người dân ở thành phố Vinh và Nghệ An được cảm nhận bộ ảnh đất nước Lào qua cái thiên ký sự hay là phóng sự này, càng hiểu thêm người dân Lào, phong cảnh đất nước Lào và nhất là các cái chùa chiền. Vì ở bên nước Lào thì nó là một cái đạo Phật là có thể nói là phát triển mạnh nhất. Thì nhiều chùa chiền mà anh Ngoạn đã được ghi vào như là Cố Đô Luông Prabang hoặc là thủ đô Viên Chăn. Và ở ngay cả cái tỉnh Siêng Khoảng là cái tỉnh kết nghĩa với Nghệ An, thì từ là cánh Đồng Chum cho đến Pôn Sa Bản thì được anh ghi rất là đậm nét. Chính bởi có một tâm hồn luôn rộng mở, khám phá cái đẹp của thiên nhiên và con người, một kỹ năng nghề nghiệp hoàn hảo được rèn giũa qua hàng chục năm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn đã có được những bức ảnh được đồng nghiệp và công chúng ghi nhận. Bức ảnh Chiều Văn Viên đã đạt giải thưởng ASEAN. Ánh sáng đẹp như được dệt nên từ huyền thoại với những khe sáng trong suốt và rực rỡ. Chiều Văn Viên bình yên êm ả,
giúp lòng người nhẹ nhõm thanh thản hơn trong bộn bề cuộc sống lo toan. Thủy mặc từ Bô Ly Khăm Say lại gửi nên vẻ mùa thu trầm mặc trong sự lan tỏa của nước, sự mênh mang của bầu trời. Sắc xanh của cây đan hòa trong nền trắng đục của trời tạo nên một chấm buồn đầy rượu vợi sâu lắng. Ảnh của Trần Duy Ngoãn đã đọng lại trong những khoảnh khắc đầy tinh tế như thế. Như Phó Thủ tướng Thường trực Đức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã nói, nếu chỉ là người chụp ảnh thôi thì sẽ không được như thế này. Nghệ sĩ đã có cái nhìn sâu sắc về đất nước Lào chúng tôi. Nhìn vào đây, người xem có thể cảm nhận toàn diện về cuộc sống cũng như văn hóa Lào, đất nước và con người Lào. Em thấy những bức ảnh thể hiện về cuộc sống ở bên Lào làm cho em có cảm giác thấy nhớ, thấy yêu thương và tự hào về đất nước mình, và em cũng có cảm giác rất cảm ơn với nhân dân Việt Nam đã giữ gìn những bức ảnh về văn hóa của Lào. Vì những bức ảnh này thể hiện được rất nhiều về đất nước Lào tươi đẹp, về cuộc sống của bên Lào như thế nào. Đất nước Lào đang từng ngày đổi mới. Bên cạnh những phiên chợ Tết đậm màu sắc truyền thống ở Luông Pha Băng, với những dãy ô rực rỡ, những gùi hàng, những tấm thổ cẩm được dệt nên từ bàn tay khéo léo của các mẹ, các chị người Lào, thì những khu công nghiệp dệt may cũng đang vươn tầm quốc tế với nhiều mặt hàng xuất khẩu được ưa chuộng. Những khu rừng cao su bạt ngàn đang không ngừng lớn mạnh, cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến cao su Việt-Lào. Khai thác quặng ở Saipol, vườn ươm ở Autapu hay một góc siêu thị ở Viên Chăn đã phản ánh nhịp đập mới trên đất nước Lào, sự vươn lên mạnh mẽ của một nền kinh tế trẻ. Với tình yêu nước Lào, với sự trải nghiệm và song hành cùng nhân dân các bộ tộc Lào trong hành trình đổi mới và phát triển, tác giả Trần Duy Ngoãn đã có một bộ ảnh đầy đủ, chân thực về cuộc sống đất nước Lào hôm nay. Để có được một cái triển lãm hôm nay thì đó là một cái quá trình sáng tác rất là nhiều năm. Quá trình góp nhặt rất là nhiều năm, có thể nói là có hàng chục năm nay. Quá trình công tác cũng như là quá trình giao lưu với nước bạn Lào. Và chính cái tình cảm của mình đối và gắn bó với các nhân dân các bộ tộc Lào, cho nên để tạo cho mình lúc sáng tác để có những cái tác phẩm mà đi vào lòng người và phản ánh được những cái tâm tư, nguyện vọng cũng như là những cái nét văn hóa đặc sắc nhất của người Lào, để làm cho là tăng cường hơn nữa cái tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Cùng chung dãy Trường Sơn hùng vĩ, chung dòng nước sông Mekong rộng lớn, tình hữu nghị Việt Lào đã được hun đúc nên từ truyền thống yêu nước quật khởi, từ những ngày gian khổ mưa dầm cơm vắt cho đến hôm nay, khi cuộc sống đã bước sang trang mới, hội nhập và phát triển. Tập ảnh Đất nước Lào tươi đẹp tuy chưa thể gọi là bộ sử thi bằng ảnh về đất nước Lào, nhưng qua hàng chục năm chắt chiu từng khoảnh khắc, tác phẩm đã đọng lại cái tình rất lớn của người con xứ Nghệ dành cho đất và người nước Lào. Trải qua hàng trăm năm, rất nhiều người, trong đó có nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Duy Ngoãn, đã âm thầm bồi đắp cho tình hữu nghị Việt-Lào ngày càng thêm trong sáng, thủy chung, bền vững với thời gian. Tình Việt-Lào anh em, tình Việt-Lào anh em.